Vâng, shop Tuấn Lan lại gửi lời chào đến toàn thể các bác các anh em. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho các bác một cái mẫu lều ngụy trang để cho các bác đi bẫy gà, bẫy cu gáy, bẫy đi săn bắn trong rừng các bác nhá. Thì đây là em giới thiệu luôn để các bác nắm được. Đây là cái mẫu lều cao 1m2. Đây cao 1m2 này. Đấy. Em và em này là cao tầm 1m2. Đấy, ở dưới là rộng 1m các bác nhá. Đây, mẫu lều ngụy trang để anh em đi bẫy gà rừng, bẫy cu gáy hay đi săn bắn trong rừng thì luôn dễ đều được. Đây, mẫu lều này thì một mở lên cho các bác nhé. Đây thì nó một cửa chính thôi nhá. Đây một cửa chính này. Đấy, một cửa chính đây đem mở khóa cho các bác ở trong mở được mà ở ngoài mở được. Đây một cửa chính này. Cao 1m2 và rộng ở dưới là 1m thôi nhá. Đấy, rộng 1m. Đấy. Và nó có 3 cửa sổ các bác ạ. Một cửa sổ này, 2 cửa sổ, 3 cửa sổ này. Hai cửa sổ đây các bác nhá. Đây mẫu lều này cao. Đấy. Màu lá cây khô, ngụy trang, màu ngụy trang lá cây khô. Đây các bác vén này. Đây các bác ở trong có thể các bác vén đây. Thì cài vào đây các bác nhá. Đây. Đấy. Đây mẫu lều này ở trong các bác nhìn ra được. Bẫy gà, bẫy cu gáy, ok. Các bác đi săn bắn đều được. Nên là anh em yên tâm. Đây. Các bác ngồi trong không sợ muỗi dĩn cắn, không sợ côn trùng cắn các bác nhé. Đấy. Đây là cái mẫu lều cao 1m2. Phụ kiện đi gồm có là các bác có thể kèm cho các bác là cái 4 ghim. Đấy, 4 ghim này. Ghim 4 chung quanh góc các bác nhé. Đây, 4 ghim chung quanh góc này. Đây là cái mẫu lều cao 1m2, rộng 1m. Bên em còn có 3-4 mẫu lều cơ. Nhưng hôm nay em chỉ giới thiệu cái mẫu lều cao 1m2 này thôi. Các bác nào mà có nhu cầu liên hệ trực tiếp bên shop để đặt hàng. Cái mẫu lều này là bên em là đang bán với giá là 350.000 đồng. Bao ship về tận nhà rồi. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán cho nhân viên bưu điện. Nên là rất mong các bác xem kỹ cái sản phẩm để đặt hàng. Shop em này đến từ Tân Yên, Bắc Giang. Ship là COD toàn quốc. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán cho nhân viên bưu điện. Cũng rất cảm ơn các bác đã xem video và đừng quên đăng ký kênh, ấn vào quả chuông để cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên shop. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.